Hai xếp lớn ngân hàng BIDV thôi nhiệm, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV vừa công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị của ngân hàng. Theo đó, ông Bùi Quang Tiên và ông Nguyễn Văn Lộc thôi không còn là thành viên Hội đồng Quản trị BIDV để nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 6 năm 2019. Ông Nguyễn Văn Lộc và ông Bùi Quang Tiên đều sinh năm 1959 và năm nay đã 60 tuổi ông Lộc được bầu vào hội đồng quản trị BIDV từ ngày 23 tháng 5 năm 2015, trong khi đó ông Tiên được bầu từ ngày 22 tháng 4 năm 2017. Như vậy, hội đồng quản trị BIDV hiện còn lại 7 thành viên bao gồm ông Phan Đức Tú là chủ tịch hội đồng quản trị, 6 người còn lại là bà Nguyễn Thị Thu Hương, ông Trần Thanh Vân, bà Phan Thị Trinh, ông Ngô Văn Dũng, ông Phạm Quang Tùng, ông Lê Việt Cường. Trong đó, bà Nguyễn Thị Thu Hương là thành viên mới được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Bà Hương là vụ trưởng vụ thanh tra, giám sát các TCTD nước ngoài, vụ hai cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước. Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông BIDV cuối tháng 4, đại hội đã thống nhất ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2019 và tỷ lệ chi trả cổ tức thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và trên hoặc khi cần thiết, chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh 2019 đã được đại hội thông qua. Đại hội nhất trí với một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 của BIDV, cụ thể, nguồn vốn huy động, phấn đấu tăng trưởng 11%, dư nợ tín dụng, phấn đấu tăng trưởng 12%, đảm bảo tuân thủ kế hoạch ngân hàng nhà nước giao trong từng thời kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 10.300 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 2% Tỷ lệ chi trả cổ tức không thấp hơn mức thực hiện năm 2018, Cuối quý 1 năm 2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt 1,34 triệu tỷ đồng, tăng 2,3% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 3,6% đạt 1,01 triệu tỷ. Huy động tiền gửi khách hàng tăng 2,6% đạt 1,015 triệu tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIDV trong quý 1 năm 2019 đạt 2521 tỷ đồng tăng nhẹ 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngân hàng riêng lẻ có lợi nhuận đạt 2.262 tỷ đồng. Còn năm 2018, BIDV đã được ngân hàng nhà nước chấp thuận về chủ trương đối với phương án chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài với số lượng hơn 600 triệu cổ phần tương đương tỷ lệ phát hành 17,65%. Bidv cũng đã phát hành thành công hai đợt trái phiếu hơn 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ và 4.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng đủ điều kiện tính vào vốn tự có cấp 2 An Hà nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất